kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Này là một món đồ chơi mới hoàn toàn ở trên kênh của mình. Sau 2 tuần sử dụng cũng như bỏ công Google, nay xin phép chia sẻ lại với anh em các cái trải nghiệm về sản phẩm này, cũng như các cái lưu ý mà mình tìm được khi các bạn muốn lựa chọn một sản phẩm dạng như thế này. Hy vọng video sẽ mang đến những cái thông tin có ích đến cho anh em nào đang quan tâm đến những dòng sản phẩm như này. Trước tiên thì trên tay mình đây đang là súng massage đến từ Brio. Nó có mã là Brio Sport M0220. Giá niêm yết của nó là 2.090.000. Trong các đợt sale, nhất là sắp tới đợt siêu sale mùng 4 tháng 4 thì có thể anh em sẽ áp mã được với mức giá tốt hơn rất là nhiều. Sản phẩm là chính hãng, bảo hành 12 tháng các bạn nhé. Mình sẽ để link các shop môn chính hãng ở bên dưới để các bạn tiện theo dõi và săn sale. Quà tặng kèm của chúng ta sẽ là một quả bóng massage cầm tay. Nó thấy để giá niêm yết là 290 các bạn ạ. Thì đây là một quả bóng mà có độ đàn hồi rất là tốt. Nó kiểu giống giống mấy quả bóng mà chúng ta được sử dụng khi mà đi hiến máu nhân đạo các bạn. Bóp khá là thích tay để các bạn thư giãn tay cũng như là thư giãn trong quá trình làm việc. Còn sản phẩm của chúng ta khi mua về sẽ là nguyên siêu các bạn nhé. Các bạn bóc siêu ra, kéo sang ngang như thế này, sau đó thì mở hộp bên trong ra. Nó sẽ là hộp bằng giấy. Đây, nó sẽ đóng hộp như này. Nhìn khá là ổn. Có sách hướng dẫn sử dụng, các bạn nên tham khảo qua để biết các thao tác và tính năng. Tiếp đến thì có súng massage của chúng ta, được lắp sẵn một đầu massage ở trên này. Hộp phụ kiện các bạn sẽ có bên trong thêm 2 đầu massage nữa. Có một túi đựng bằng vải như này để các bạn có thể đựng các cái đầu massage và đựng súng massage để tiện mang đi lại. Và có một sợi cáp sạc. Đây là sợi cáp A2C. Sợi cáp dài 1 mét các bạn nhé. Ok, mình sẽ bỏ các cái phụ kiện này sang một bên. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các bạn là về thiết kế và độ hoàn thiện. Với số tiền bỏ ra khoảng 2 triệu đồng, có thể rẻ hơn khi săn sale. Khi tham khảo trên thị trường thì đây là mức giá có thể coi là ở phân khúc cận cao cấp cho một chiếc súng massage. Trên chiếc Brio M0220 này các bạn sẽ có gì? Phần vỏ và thân máy được làm hoàn toàn bằng nhựa cứng với màu be. Cái màu này thì mình thấy nó vừa sáng, nó cũng khá là sang. Phần nào đó thì nó cũng hạn chế được cái việc bám bẩn. Trọng lượng của máy là 405g. Trọng lượng này thì được phân bố đều ở cả phần thân máy lẫn phần tay cầm. Cầm nó khá là hài hòa, cảm giác bên trong máy họ bố trí linh kiện rất là dày đặc. Gõ vào cảm giác như kiểu liền khối các bạn, chắc chắn. Gõ kiểu không bị rỗng và cầm rất là đầm tay. Các cái chi tiết ghép lối thì họ làm hoàn thiện khá là khít, mượt mà. Cái kích thước phần thân cũng như phần tay cầm nó khá là nhỏ gọn, cầm nắm dễ dàng, thoải mái cho cả nam và nữ. Mình sẽ để cạnh một vài cái sản phẩm mà các bạn có thể gặp hàng ngày để các bạn dễ dàng hình dung về cái kích thước của chiếc máy này. Đây là một chiếc máy cạo râu của Xiaomi này. Các bạn có thể thấy kích thước phần thân cũng như là phần tay cầm của chiếc máy massage này. Hoặc là để cạnh một viên pin sạc dự phòng thì sao? Đúng không? Nhìn tổng thể thì cái máy này nó vẫn khá là nhỏ gọn. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại những thành phần ở trên thân máy này. Phía đáy dưới các bạn sẽ có một cổng sạc Type-C với độ hoàn thiện khá là cao. Nói luôn về đầu sạc Type-C, hiện tại nó rất là phổ biến. Với cái đầu C như vậy, các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng sạc chung với các thiết bị khác ở trong nhà như là máy tính, như là điện thoại. Khi tìm hiểu thì mình thấy vẫn có khá nhiều cái súng massage ở trên thị trường ấy. Nó sử dụng một cái cục sạc adapter riêng với một cái đầu sạc tròn. Hoặc thậm chí nhá, một số dòng súng họ còn thiết kế là sạc bằng dock. Thì những cái súng đấy khi mà không sử dụng bạn, chúng ta để lên cái dock nhìn có vẻ rất là ngầu. Nhưng mà nó lại chỉ thích hợp để thường là sử dụng cố định ở một chỗ hơn. Thế còn khi mà các bạn muốn mang đi mang lại, như là mang từ nhà lên cơ quan này, hoặc là mang đi du lịch hay là mang đi công tác, thì một cái thiết bị với cái chuẩn sạc chung như này và nhỏ gọn như này thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Tiếp đến là khu vực nút nhấn chức năng được đặt ở trên thân máy. Đây là nút bằng nhựa các bạn nhé, và được làm vân họa tiết đồng tâm giả kim loại rất là đẹp, dễ nhấn, dễ thao tác. Để bật nguồn thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút này. Độ này rất là tốt luôn. Và các bạn có thể nhấn thêm để điều chỉnh qua lại các cái chế độ tốc độ massage. Cái máy massage này của Brio có thể điều chỉnh 3 mức độ mạnh nhẹ khác nhau khi massage mà không cần phải dí máy xuống cơ thể của chúng ta để tăng lực massage.
Ở mức 1 thì động cơ nó hoạt động ở tốc độ khoảng 1.800 vòng 1 phút. Ở mức độ 2 thì nó rơi vào khoảng 2.400, mức độ 3 là 2.800 vòng 1 phút. Về cường độ thì mình thường là dùng mức 2, mức 3 cho các nhóm cơ lớn như là cơ ở bắp tay này, cơ ở đùi, cơ ở hông hoặc là cơ bắp chân. Các vị trí khác như là vai, gáy, lưng thì mình thường là để ở mức 1 là đã đủ rồi. Phía bên trên nút nhấn này các bạn sẽ có thêm một cái đèn nho nhỏ như này. Nó vừa báo trạng thái hoạt động, cái tốc độ của máy đấy, vừa báo trạng thái pin và sạc pin cho máy. Ở khu vực góc khuỷu của máy các bạn sẽ có một cái chỏm cầu. Màu này là cái màu vàng hồng rồi. Thì đây là khu vực mà cho chức năng massage nhiệt các bạn nhé. Đây gần như là cái súng massage duy nhất tích hợp cái chức năng massage nhiệt này. Để kích hoạt ấy, thì khi máy đang chạy này, các bạn sẽ nhấn thêm 2 lần vào cái nút nguồn. Thì cái đầu này sẽ được kích hoạt và nó sẽ có cái đèn báo màu đỏ vòng quanh. Cái đầu này được quảng cáo là nó ra nhiệt theo hàm số mũ. Nó chỉ mất khoảng 5 giây để ra nhiệt xong. Và nó sẽ có cảm biến nhiệt độ ở bên trong để duy trì nhiệt độ ở đây ổn định ở mức 45 cho đến 47 độ C. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng cái chức năng massage nhiệt này rồi. Chúng ta sẽ để máy vừa rung và để cái chỏm cầu đến cái khu vực các bạn muốn massage. Cái này thì được quảng cáo là sẽ thích hợp. Thứ nhất là kích thích dây thần kinh này, cải thiện lưu thông máu. Đó. Mình thường dùng cái chỏm cầu này cho khu vực kiểu vai với cả khu vực gáy. Là nơi mà dân văn phòng như mình ngồi cả ngày thì thường xuyên là bị mỏi. Thì mình hay dùng đến cái chức năng này. Quay trở lại với thiết kế thì phần lớn máy trên thị trường ấy, nó sẽ thiết kế theo kiểu là thân máy được làm vuông góc với tay cầm. Nếu như các bạn Google sẽ thấy như thế. Thiết kế đó thì nó có ưu điểm là nó sẽ dễ sử dụng để massage cho người khác. Khi sử dụng thì các bạn cầm như này và một tay tì lên thân ở phía trên. Sau đó thì dê lên phần cơ muốn massage. Tuy nhiên với thiết kế vuông góc như vậy các bạn muốn tự massage cho bản thân ấy, thì cầm nắm nó sẽ hơi khó khăn hơn. Trên chiếc Brio này các bạn sẽ có phần thân máy này. Với cả phần tay cầm được ghép với nhau một góc sắp xỉ 45 độ. Với cái góc như này thì cái máy này nó thiết kế phù hợp để các bạn có thể dễ dàng tự massage cho bản thân mình cũng như là khi massage cho người khác. Khi cầm nắm tự massage cho bản thân các bạn có thể cầm như này. Nó sẽ có một cái điểm tì vào tay như này. Để các bạn có thể dê đầu massage lên các khu vực cơ các bạn muốn tự massage. Ví dụ như là cơ ở ngực này, cơ ở đùi, cơ bắp chân là chúng ta hoàn toàn có thể tự massage được. Tiếp đến với cái góc như này các bạn hoàn toàn có thể cầm ở chỏm này và đưa ra phía sau khu vực vai, khu vực gáy, khu vực lưng của chúng ta để phần nào đó có thể tự massage. Thì đây là một cái thiết kế mà mình thấy là sẽ rất phù hợp cho anh em dân văn phòng. Các bạn có thể tiện nhỏ gọn như này, tiện mang lên văn phòng, lúc nào mỏi thì có thể tự massage rất là nhanh, rất là thoải mái mà không phải phụ thuộc, không phải nhờ người khác. Tổng kết nhanh về thiết kế và độ hoàn thiện, mình thấy đây là một sản phẩm có độ hoàn thiện tốt, phù hợp với giá tiền ở phân khúc của nó. Thiết kế của nó thì nhỏ gọn, tính di động cao, thuận tiện để các bạn massage cho người khác cũng như dễ dàng để tự massage cho bản thân. Qua quá trình mình để máy chạy từ nãy đến giờ các bạn có thể thấy máy chạy khá là êm. Qua video với khoảng cách gần như này mà tiếng ồn cũng khá là nhỏ. Hãng thì họ quảng cáo là với khoảng cách từ 30cm trở lên thì cái cường độ tiếng ồn nó gây ra sẽ không quá 50 decibel. Thực tế sử dụng thì mình thấy là cái âm thanh nó phát ra ấy, nó chỉ ngang ngang với cái máy cạo râu của mình thôi. Mình sẽ test để cho các bạn xem. Đây là một chiếc máy cạo râu mà mới mua và sử dụng được khoảng 1 tháng. Thì để đạt được cái độ êm ái như vậy, khi tìm hiểu mình thấy hãng họ công bố là trong cái máy này sử dụng một động cơ không chổi than các bạn nhé. Động cơ không chổi than thì chạy nó sẽ êm ái, trơn tru và thường trong các sản phẩm mà cầm tay cần công suất không quá lớn thì nó cũng rất là bền bỉ, sẽ hơn động cơ có chổi than. Khi tham khảo thì các bạn cũng sẽ thấy là thường ở các súng massage ở phân khúc cao cấp thì mới được trang bị động cơ không chổi than. Còn các máy ở phân khúc giá rẻ, phần lớn nó vẫn sử dụng các cái motor có chổi than. Ngoài ra nữa, toàn bộ hệ thống chuyển động từ động cơ cho đến cái khu vực tịnh tiến giữ đầu massage đều được hoàn thiện bằng kim loại với các cái vòng bi bạc đạn được bôi trơn bằng mỡ. Ngay cả cái khu vực mà đầu tịnh tiến giữ cái đầu massage này, đây,
màu đen này, nó vẫn bằng kim loại các bạn nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy một cái lớp mỡ bôi trơn mỏng như này. Nó hoàn toàn không có mùi khó chịu gì cả. Điều này thì sẽ giúp cho máy của chúng ta hoạt động êm hơn, truyền lực tốt hơn. Tiếp đến về hành trình của đầu massage, nó là 10mm. Nó sẽ tính từ cái điểm mà cao nhất và điểm thấp nhất của cái đầu massage của chúng ta khi hoạt động. Nó là 10mm các bạn nhé. Thì lực đẩy tối đa của nó có thể lên đến là 8 đến 10kg. Đây cũng là thông số mà các bạn thường sẽ chỉ gặp ở các máy ở phân khúc cao cấp. Tiện nói một chút về cái hành trình đầu massage này thì các bạn cần lưu ý gì khi chọn cái súng massage trên thị trường ấy, thì mình thấy là các sản phẩm nó sẽ có hành trình cái đầu massage từ 5mm cho đến 15, thậm chí là 18mm tùy từng sản phẩm và tùy từng hãng. Thì nếu động cơ mà chạy ở cùng một tốc độ này, cùng moment xoắn này, thì cái hành trình của đầu massage nó càng dài thì cái lực massage cho ra càng lớn. Với cái hành trình quá ngắn như là 5mm ấy, thì đôi khi là lực massage sẽ không đủ, kể cả khi các bạn nhấn giữ cái súng vào khu vực cơ của chúng ta. Tiếp đến thì với cái hành trình đầu massage quá dài như là 15 hoặc là 18mm thì cái lực massage nó sẽ lớn. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng súng để massage cho người khác với cái hành trình lớn như vậy, các bạn sẽ rất khó để có thể căn ke lực massage. Chiếc Brio này nó sẽ nằm ở mức 10mm, là một con số kiểu mà các bạn sẽ thường gặp ấy, là một con số kiểu nó an toàn, nó ở giữa, nó sẽ phù hợp với đối tượng sử dụng rộng hơn. Nhất là khi mà các bạn sử dụng cho vợ này, cho người yêu này, những chị em mà theo trend kiểu mình dây cây cảnh, người ít thịt toàn xương ấy, thì các bạn sẽ rất dễ massage mà không sợ làm cho vợ hay là người yêu bị đau. Sau độ ồn này, động cơ, lực massage, chúng ta sẽ đến với thời lượng pin. Cái dung lượng pin được quảng cáo là 2600mAh, có sạc nhanh, sạc 10 phút có thể sử dụng 6 đến 12 lần. Tại sao lại tính theo lần đúng không ạ? Vì mỗi lần sử dụng ở đây, nhà sản xuất họ đã công bố nghiên cứu là tối ưu là khoảng 10 phút cho một lần. Do vậy khi các bạn nhấn khởi động này và massage thì sau 10 phút máy của chúng ta sẽ tự tắt, báo hiệu là kết thúc một lần massage. Các bạn muốn sử dụng tiếp hoặc là muốn đổi massage cho người khác thì chỉ cần bật nguồn lên là được. Thường ấy, mỗi lần mình sử dụng cái máy này cho khu vực vai gáy thì chỉ khoảng độ 1 đến 2 đến 3 phút. 10 phút nếu như mà người khác massage cho các bạn thì hoàn toàn có thể đi một vòng toàn thân. Ok, đó còn gì nữa không nhỉ? Về các đầu massage, cái súng này sẽ được tặng kèm 3 đầu massage và cái cách tháo này. Nó sẽ là, đây, các bạn sẽ tháo và lắp như này. Nó khá là chắc chắn đấy các bạn. 3 đầu massage này bao gồm là một đầu côn nam châm. Nó có một cái viên nam châm đen ở đây, sử dụng kiểu như là để massage vào các huyệt đạo. Một đầu nữa là đầu massage đa điểm. Cái đầu này thì nó cho cái trải nghiệm nhẹ nhàng, thư giãn. Và mình thường sử dụng nó ở khu vực phần vai gáy. Đầu massage nữa là đầu massage hình cầu. Nó có độ đàn hồi cao, diện tích tiếp xúc lớn và có thể dùng toàn thân. Các cái đầu này thì được làm bằng silicone, đạt chuẩn silicone thực phẩm các bạn nhé. Silicone thì mình tìm hiểu là nó có một chuẩn cao hơn nữa là chuẩn y tế. Thế nhưng mà với các cái sản phẩm mà dùng ngoài da như này thì nó đạt chuẩn đã là khá là ok rồi. Ba cái đầu massage này nó đã thực hiện được hầu hết các cái vị trí và chức năng của súng massage. Tuy nhiên nếu các bạn nhìn sang các cái sản phẩm súng massage khác trên thị trường ấy, có thể thấy là họ tặng rất là nhiều đầu massage. Nhìn đã thấy thích rồi đúng không ạ? Thì trước tiên là nếu như các bạn mua những cái sản phẩm này thì các bạn cũng không cần lo lắng về cái vụ đó. Theo mình tìm hiểu là anh em có thể mua thêm các cái đầu massage với các cái hình dáng như mong muốn ở trên Shopee, Lazada với giá rất là rẻ, chỉ khoảng độ 100k cho một bộ đầy đủ các hình dáng khác nhau. Mình thấy là đa phần các súng massage có thể sử dụng chung đầu massage cho nhau ấy, thì để chắc kèo ở đây mình sẽ đo cho các bạn nào mua sản phẩm này. Các bạn có thể tham khảo là cái đường kính của cái trục này. Đây, đường kính trong của cái trục này nó khoảng bao nhiêu để các bạn mua có thể mua cho nó chắc chắn. Thì ở đây mình thấy là cái đường kính trong của cái lỗ này nó sẽ rơi vào khoảng 16mm các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo cả phần này nữa đi. Đây, cái phần nhựa này sẽ là 16mm. Các bạn sẽ mua từ 16mm đổ xuống và nó sẽ có một cái phần đệm bằng cao su ở đây. Thì lắp vào nó sẽ vẫn khít thôi. Đó,
Thì ở đây là để cho anh em nào mà muốn mua thêm, mua trải nghiệm thêm các cái đầu khác sau quá trình các bạn sử dụng ba cái đầu này rồi. Như vậy là toàn bộ các cái chia sẻ và trải nghiệm của mình về một sản phẩm rất là mới ở trên kênh của mình. Đây là một chiếc súng massage ở phân khúc cận cao cấp với độ hoàn thiện, chức năng và trải nghiệm mình thấy đều hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. Còn một lưu ý quan trọng nữa là các súng massage nói chung ấy, thì nó được nghiên cứu và hướng đến súng massage nha các bạn, hướng đến đối tượng là những người trẻ này, những người luyện tập thể dục thể thao với cường độ cao, với mục tiêu là để thư giãn cho cơ bắp. Nên là với những anh em mà bị các bệnh lý liên quan đến gân, cơ, xương hay là dây thần kinh mà quan tâm muốn sử dụng đến các sản phẩm dạng này thì các bạn cần lưu ý là hỏi ý kiến của bác sĩ trước. Cuối video thì cảm ơn các bạn đã xem video đến giây phút này đúng không ạ? Hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh để và cùng tham gia các group công nghệ mình để link ở bên dưới, nơi chúng ta có thể thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng cũng như cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.